Tôi nghĩ Cao Thu Thành đang hăm dọa người này. Theo suy tính của tôi, do người này sợ quá cho nên đã biến mất khỏi thế gian. Chắc chắn là đang giấu một bí mật không thể nói ra. Chúng ta phải tìm bằng chứng đó ra. Thật ra em có cảm thấy thử lòng mà ta như vậy rất dư hơi không? Ít ra cũng chứng minh được em quan trọng nhất trong lòng anh ta. Con nhà giàu cũng là người, cũng muốn có bạn mà. Nên tôi tin trực giác của tôi, cô sẽ không gạt tôi. Nè bắt tay. Đi đâu vậy? Nguyên Lãng. Giao ca rồi. Giao ca sao còn hỏi tôi đi đâu? Nè thôi đi. Tôi muốn con có tiền được hay không thôi. Nè. Nè. Tôi cho anh biết, một là chở tôi tới Nguyên Lãng, hai là chở tôi tới Đồng Cảnh Sát. Nếu không tôi kiện cho tôi. Con phải muốn đùa giỡn không vậy? Bây giờ anh từ chối chở, ai đùa giỡn chứ? Ê, sợ em quá rồi. Mau. Wow, trời, sao lại trút giận lên trái bí vậy? Vẫn còn giận tài xế taxi đó hả? Anh đang giận em, thay đổi thất thường, có phải cảm thấy rất vui không? Không phải, em thật lòng muốn thử Cao Thu Thành, có ảnh lo lắng cho ai? Từ đầu anh đã kêu em đừng thử rồi, em không chịu nghe, kêu anh phối hợp. Thôi được, bây giờ em biết anh lo cho em rồi, em đã kêu anh hủy bỏ kế hoạch. Thật ra em muốn gì đây, em có biết bản thân đang làm gì hay không? Anh có biết là vợ của Cao Thu Thành coi em như là bản thân không? Không có chút né tránh gì hết, lại còn chuyện gì cũng nói cho em biết, em thực sự không thể vượt qua ải của mình. Nếu để vợ của anh biết được em và chồng của cổ đang sống chung ở đây, cổ còn coi em là bạn không? Em làm ơn tỉnh lại giùm anh đi, giờ phút này mới làm người tốt, có trễ quá không vậy? Tóm lại em không đành lòng làm hại Flora. Nè em phải nhớ, ban đầu chúng ta vì tiền mới tiếp cận Cao Thu Thành mà thôi. Bây giờ em không chỉ lừa tiền anh ta mà còn lừa luôn tình cảm của anh ta và vợ nữa. Cho nên bây giờ em mới muốn mau chóng lấy tiền. Mình phải đi lâu rồi, tại em không muốn xa Cao Thu Thành thôi. Đừng lớn tiếng quá. Trâu không uống nước, không ai ghi đầu được trâu. Anh ta muốn đâm đầu vào, đáng đời lắm. Uống một lon đi. Lần này bị cổ ly kỵ và Du Phong lừa anh thê thảm rồi. Cũng may trời giúp tôi, nếu tôi phát hiện được hai người đó lừa đảo, thực tế cổ ly kỵ giả bộ thiểu năng. Một là chở tôi tới Nguyên Lãng, hai là chở tới Đồng Cảnh Sát. Nếu không tôi kiện anh vô tù. Kết quả ADN cậu gửi cho tôi chứng minh cậu Thần không phải là con tôi, có nghĩa là nó đúng là cháu của Du Phong. Nếu là như vậy, cậu cần gì che giấu không chịu nói sớm chứ? Lần trước anh kêu em điều tra chị của Du Phong qua đời từ hồi nào, cuối cùng em cũng phát hiện ra lúc cậu Thần chào đời, chị của cổ đã không còn. Nè, em phải nhớ, ban đầu chúng ta vì tiền mới tiếp cận Cao Thu Thành mà thôi. Bây giờ em không chỉ lừa tiền anh ta, còn lừa luôn tình cảm của anh ta và vợ nữa. Đâu không muốn nước, không thể ghi đầu được đâu. Anh ta muốn đâm đầu vào thì đáng đời thôi. Cô gái này đúng là đáng sợ thật. Phát hiện anh là Cao Thu Thành cũng không lên tiếng, vẫn tiếp tục đóng kịch lừa tiền lừa tình cảm. Khổ nỗi không thể báo cảnh sát bắt cổ được. Làm lớn chuyện này không có lợi gì, chỉ làm chuyện tôi và Du Kỳ Nam đánh tráo thân phận lộ ra ngoài. Đến lúc đó càng làm càng rối. Không lẽ mặc kệ bọn họ hay sao? Ôi trời, nhanh lên đi, không cần mua nước cốt gà nữa. Con nó nói không cần phải mang nhiều đồ, có biết không? Ông còn nói tôi, ông cầm hai hộp sữa đó. Sữa bò thì khác, sữa bò còn bổ sung canxi. Thu Thành. Ủa, ba má tới thăm tiểu doanh sao? Má còn đó, nó là nhớ con dâu, nó tới đây thăm nó. Trước giờ văn phòng luật sư bận lắm mà, lúc trước nói không thể trích thời gian, ba má rảnh rỗi nên thường xuyên tới. Bà cũng biết nói lúc trước rồi, lúc trước đâu có giống bây giờ, bà thiệt là. Ờ phải, dạo này hình như con tới lo cho vợ con nhiều hơn. Anh Thành ơi, em có chút việc muốn nói vài câu với anh. Cũng được. Cốc về hai đứa nữa, chúng ta lên trước đi. Sao nó đây vậy? Vợ vô bệnh viện nghiêm trọng như vậy, làm chồng tới thăm cổ cũng bình thường thôi. Vợ hả? Có phải anh quên mất thân phận của anh rồi không? Anh chỉ là thế thân của Cao Thu Thành thôi. Cậu cũng nhớ tôi đang làm Cao Thu Thành, cần gì căng thẳng vậy? Vậy thôi được, anh phải giải thích cho tôi nghe, tại sao hôm đó anh xuất hiện ở văn phòng luật sư chứ? Hôm nào chứ? Rõ ràng hôm đó tôi nhắn tin cho anh đừng có tới đó. Sau đó tôi thấy anh đang ở chung với luật sư Cam, đang ở trong phòng. Hôm đó tôi bỏ quên điện thoại nên mới quay lại thôi. Cậu đừng thấy tôi ở chung với luật sư Cam thì cậu có thành kiến với tôi nha. Anh muốn nói gì chứ? Tôi biết cậu muốn nói gì.
luật sư Cam đó cô tôi là Cao Thu Thành cho nên mới vậy thôi. Quan hệ nam nữ của anh họ cậu đúng là không ra gì. Anh biết cái gì chứ? Lúc trước luật sư Cam không có hứng thú với anh Thành, sao bây giờ lại có? Liên quan gì tôi chứ? Luật sư Cam đó kỳ lạ khó hiểu, sáp vô tôi nói này nói nọ một hồi thì quay đầu bỏ đi. Cả văn phòng luật sư có ai bình thường đâu. Cậu muốn biết chuyện gì thì tự hỏi anh họ của cậu đi. Nè, tôi gọi Martini kia mà. Anh làm ly này cho tôi hay sao? Với trạng thái hôm nay của cậu, ly Moschico này cũng đủ hàng của cậu rồi. Nè, viên thuốc giải rượu cho cậu đang tới kìa. Công việc cậu vui vẻ nha. Anh đừng nói cho tôi biết anh nghỉ phép là vì trốn ở đây ngồi uống rượu giải sầu một mình nha. Xảy ra chuyện gì? Có lẽ cô là người biết rõ nhất. Tôi biết thực tế anh họ không phải là người mà cô thích. Vì muốn làm tôi bỏ đi ý định, tội nghiệp cho cô phải đóng màn kịch cho tôi coi, cực thân cô rồi. Hiểu mà. Trong mắt của cô, có lẽ còn lâu lắm tôi mới bám kịp. Nè, Moschico thôi, cô làm gì căng thẳng dữ vậy? Tôi thì đáng là cái gì? Bấy lâu tôi cứ suy nghĩ, giữa chúng ta có một mối quan hệ rất là kỳ diệu, có thể tiếp tục phát huy. Nhưng mà đến cuối cùng cũng là tôi đơn phương tình nguyện thôi. Suy nghĩ của chúng ta khác nhau thôi. Đối với tôi mà nói, tạm thời tôi chưa muốn bắt đầu một cuộc tình ổn định và lâu dài. Được rồi, không cần giải thích nữa. Yên tâm đi, tôi sẽ không cố gắng đeo bám. Vẫn là Martini ngon hơn. Mời vào đây. À phải, sao luật sư Cao kêu cô tới đây? Ngồi đi. Cảm ơn. Bởi vì lần trước luật sư Cao nghe mọi người nói chuyện liên quan đến xây dựng Ninh Kiện, cho nên lần này đã kêu trợ lý như tôi tới tìm hiểu thêm. Luật sư Cao nghe được sao? Thật ra tôi chỉ nói suông thôi, cô kêu anh đừng chấp nhất. Cô yên tâm, luật sư Cao không phải kêu tôi tới truy cứu trách nhiệm. Chẳng qua là gần đây ảnh nhận một vụ liên quan đến môi trường, đúng lúc lại liên quan đến xây dựng Ninh Kiện, cho nên kêu tôi tới đây lấy thông tin tham khảo thêm. Lúc trước tôi từng làm ở Ninh Kiện, nhưng cũng lâu lắm rồi. Vậy cô có nhớ lúc đó báo cáo môi trường là do công ty nào phụ trách không? Bởi vì luật sư Cao muốn tư vấn thêm một số chuyện để tìm hiểu thêm. Để tôi nghĩ cái đã. Hình như công ty đó tên là Công ty Tư vấn Bảo vệ Môi trường Trạch Hiền. Vậy họ có nói tôi nên tìm người nào ở đó sẽ tiện hơn không? Vậy thì tôi không rõ. Bởi vì lúc trước có một thanh niên tên Sunny thường xuyên tới Ninh Kiện. Anh ta là trợ lý của ông chủ công ty môi trường đó. Chúng tôi còn từng ăn cơm mấy lần nữa. Vậy bây giờ cô còn liên lạc với anh Sunny này không? Vậy thì không. Lúc đó đột nhiên ảnh không làm, cũng không ai biết ảnh đã đi đâu. Nhắc tới cũng 3 năm trước rồi. Emma. Dạ. Đã photo hợp đồng cho cô Mã chưa? Sáng nay đưa cho cổ rồi. Sao hồ sơ cũ của xây dựng Ninh Kiện lại nằm ở đây vậy? Cái này do luật sư Cao lần trước đã nhờ tôi tìm cho ảnh. Xin lỗi luật sư Cam, dạo này tôi hơi bận nên chưa có thời gian trả lại hồ sơ về chỗ cũ. Tôi lập tức làm ngay. Có chuyện nhầm lẫn hồ sơ đó. Dạ. Cẩn thận. Sao lại phóng xe đây chứ? Đừng đi ở đây nữa, lên kia ngồi đi. Ủa anh Cao, chẳng phải đã đưa vợ anh xuống công viên đi dạo rồi sao? Tôi mua bánh kem định đem lên để trước thôi. Để tôi giúp anh. Bết à, thật sự em cảm thấy gần đây anh càng lúc càng chu đáo càng quan tâm. Cao Thu Thành này làm tốt cỡ nào chứ? Suốt ngày viện lý do làm việc, thực tế không thường xuyên ở bên cạnh và hiểu em. Đem giúp em. Anh không chỉ biết quan tâm em, còn biết tự mình sửa đổi nữa. Có đỡ hơn không? Tôi ở bệnh viện, lập tức tới cầu thang bộ. Anh tới rồi sao? Quên nói cho anh biết tôi đang ở đây. Anh không nhớ hay là cố tình?
hôm nay chị Đào nấu chút canh kêu tôi mang cho Flora tẩm bổ, cho nên tôi mới tới thôi. Không lẽ chuyện nhỏ như vậy cũng báo danh kêu anh chạy từ nông trại tới đây sao? Anh vì tôi tới vậy sao? Tại sao lúc nãy lại nói xấu tôi trước mặt Flora? Cổ khen tôi nói vài câu khiêm tốn thì cũng bình thường thôi mà. Vậy anh so bóp bờ vai cổ, có phải cũng bình thường không hả? Thật ra thì tôi làm gì cũng là đang vì anh mà làm thôi mà. Nhưng mà nếu anh không thích thì từ nay tôi không làm nữa. Nhưng mà anh phải nhớ Flora sắp xuất viện rồi. Anh tự dành thời gian tới đón cổ đi. Du Kỳ Nam tôi cảnh cáo anh, từ nay không được tôi cho phép anh không được phép tiếp cận Flora, có biết chưa? Biết rồi. Thái Đô. Anh Thành à, anh nói không sai. Hôm đó dù cổ liệt trị mua nhà, Du Phong cũng có phần. Em nghĩ hai người đó muốn lấy số tiền lừa được của anh để mà chuyển qua Thái Lan. Vậy còn cậu Thần? Em nghĩ tên đầy đủ của nó là Cổ Tinh Thần. Nó là con của Cổ Liệt Trị à? Chẳng những như vậy, em nghi ngờ nó là con của Cổ Liệt Trị và Du Phong. Cổ Liệt Trị là Hoa Kiều Thái Lan. Hắn mua nhà ở bên Thái Lan, thực chất là muốn lừa tiền của anh xong chạy qua Thái Lan chung sống với nhau. Tôi biết rồi. Anh Du à, cô Du kêu anh vô hộp đó. Hôm nay gọi mọi người tới đây, tôi có chuyện cần tuyên bố. Tôi nghĩ mọi người đều biết tôi bị căn bệnh rất nghiêm trọng, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Tôi đã suy nghĩ lâu rồi, cho nên tôi đã quyết định rời khỏi nông trại, tập trung dưỡng bệnh. Cái gì? Cổ Liệt Trị sẽ đi với tôi, cho nên mọi người không cần lo lắng. Phải, tôi giỏi chăm sóc người lắm, tôi sẽ canh chừng chị Phong. Dù sao có một người đàn ông ở bên cạnh tôi cũng an toàn hơn. Tôi làm vệ sĩ cũng giỏi lắm. Nếu có người ăn hiếp chị Phong, tôi sẽ liều với hắn ngay. Anh cũng trung thành với Du Phong lắm. Vậy hôm nữa tôi sẽ rời khỏi nông trại. Tới lúc đó tất cả mọi chuyện ở nông trại tôi sẽ giao lại cho anh Toàn quản lý. Cô Du à, toàn bộ nông trại hay sao? Anh phải tin tưởng bản thân. Tôi tin tưởng anh lắm đó. Anh Dũng, Apple, nhớ nha, phải phụ giúp anh Toàn, có biết không? Nghe rõ rồi. Anh Dũng, anh đừng suốt ngày nhăn nhó nữa. Anh Du à, tôi biết là bình thường anh bận lắm, nhưng mà anh cũng đầu tư vào nông trại. Tôi biết anh có lòng lắm. Hy vọng anh dành chút thời gian góp chút ý kiến cho họ, được không? Cũng được. Cô Du à, cô cứ yên tâm đi dưỡng bệnh đi. Tất cả chúng tôi nhất định sẽ quản lý nông trại đàng hoàng mà. Có tất cả chúng tôi coi chừng, bất cứ sợ bọ rắn rết gì cũng không thể tiếp cận đâu. Vậy trông cậy vào mọi người nha. Chị Phong, chị đừng đi có được không? Em khờ quá đi. Nè, chị hứa với em, nếu như có chuyện gì lo không xong, chị lập tức bay về để tìm em, chịu không? Được rồi, đừng buồn nữa. Đã tuyên bố đi rồi, còn nhớ về quá khứ nữa sao? Đâu có. Không có thật sao? Bày ra màn kịch lừa đảo này, tưởng còn người ta chọn em hay là chọn vợ. Thôi được, bây giờ người ta chọn em rồi, em lại rút lui. Cô nương à, cô cũng khó hầu hạ lắm, chỉ có anh mới chịu nổi em thôi đó. Anh nhớ nhiều để làm gì chứ, em đã đi theo anh rồi. Em thật lòng muốn đi theo anh hay là muốn tránh mặt người ta? Nè, em không lên tiếng, anh coi như em đi theo anh. Bây giờ anh đặt vé máy bay đi. Nè, đừng mà. Anh đã đoán ra em không đành lòng rồi. Không phải là em không đành lòng, anh cũng phải cho em thời gian sắp xếp công việc ở nông trại chứ. Còn Cao Thu Thành, em sẽ từ từ xa lánh ảnh, để ảnh không còn tình cảm đối với em nữa. Em đi cũng đi nhẹ nhàng hơn, anh cũng muốn như vậy mà. Suy cho cùng, em vẫn quan tâm tới anh ta thôi. Thằng quỷ, đi thử vai cũng không nói ba biết. Cũng may lần này không được chọn thôi, nếu không ba phải nhìn thấy con trên TV ba mới biết.
thì chính vì con sợ nói với bà sẽ không cho con đi thôi. Đương nhiên bà không cho con đi. Đạo diễn đó chết rồi. Con của ba vừa cao to vừa đẹp trai, lại có tài diễn xuất, vậy mà cũng không chọn nữa. Tại vai diễn lần này không hợp với con thôi. Nhưng mà ông nói lần sau quay ở Thái Lan sẽ mời con đó. Vậy sao? Có phải đạo diễn đó rất nổi tiếng, từng đoạt cái gì giải chuông vàng dành cho nữ gì không? Là chuông vàng nữ. À, nghe con, phải nhớ làm người không thể nói dối, phải giống như ba vậy, ngay thẳng đàng hoàng, quang minh lỗi lạc, có biết chưa? Biết. Ngoan lắm. Không tròn vai một thời gian cao hơn trước hơn. Có ăn cơm chứ bộ. Bông lan trứng kìa. Trời, bông lan trứng thôi, cần gì xếp hàng vậy chứ? Là vị sầu riêng sữa bò mới nhất đó. Vị sầu riêng sữa bò có lâu lắm rồi, không lẽ còn định mua sao? Cái gì chứ, bây giờ giới hạn đó. Còn nữa, chúng ta về Thái Lan không ăn được đâu. Không được, bây giờ con đi mua đi, bà đợi con chút đi. Khổ tinh thần. Thiệt tình người ta xếp hàng con cũng xếp nữa. Cố Liên Trị, là anh thật hay sao? Sao chỉ có một mình anh ở đây vậy? Vũ Phong và mọi người đâu? Họ không có ở đây, chỉ có một mình Cổ Liệt Trị thôi. Có phải bị lạc đường rồi không, hay là để tôi đưa anh về cho? Tôi không phải lạc đường, chút nữa tôi mua đồ xong sẽ đón xe buýt về. Trạm xe buýt ở bên kia kìa, anh đi bên này để làm gì chứ? Hay là tôi đi với anh, tôi đang tới trạm xe buýt có được không? Ngoan, nè, ngoan đi, bên đó có phải gì không? Tôi cũng có hẹn ở bên đó đó, tiện đường kia mà. Đi tiếp đi, mau lên. Nè, sao vậy? Cổ Liệt Trị, anh không sao nữa chứ? Tôi bao tử không khỏe không phải gì? Đau bụng hơn không phải đi, tôi lấy chân sao? Tôi bị tê chân, tôi tê. Anh đi trước đi, tôi nghỉ một lát sẽ tự mình đón xe buýt. Tất nhiên là không được rồi, tôi đã hứa phải lo cho anh kia mà. Hơn nữa ít nhất cũng 10 phút nữa anh mới tới, tôi cùng anh tới trạm xe buýt có chịu không? Vậy cũng được. Xin lỗi nha, đúng lúc có điện thoại reo. Này, chuyện gì vậy? Không có sao chứ? Gã này hơi thiểu năng đó, tôi chỉ một chút đi. Nè, mau đứng lên trước đi. Bà không sao chứ? Không sao. Sao hắn nói bà bị thiểu năng vậy? Hắn mà bị thiểu năng đó. Bà kể hết đi. Đi. Trái sung sao? Và mười mấy năm trước đã có một người dẫn em đi ăn trái sung ngon nhất. Sổ tay Cao Thu Thành. Trong thâm tâm tôi, Cao Thu Thành cần phải làm gì, tôi đã ghi hết vào đây rồi. Cô gái này đúng là đáng sợ thật đó. Phát hiện anh là Cao Thu Thành cũng không lên tiếng, vẫn tiếp tục đóng kịch lừa tiền lừa tình cảm. Khổ nỗi không thể báo cảnh sát bắt cô được. Làm lớn chuyện này không có lợi gì, chỉ làm chuyện tôi và Du Kỳ Nam đánh tráo thân phận bại lộ. Tới lúc đó càng làm càng rối. Không lẽ cứ mặc kệ bọn họ? Du Phong thích đóng kịch chứ gì. Tôi bắt cổ không thể tiếp tục đóng kịch. Tôi muốn cổ không thể đứng lên. Tôi muốn cảm ơn anh bấy lâu đã ở bên cạnh tôi. Cũng rất muốn nói câu xin lỗi anh, vì muốn bù đắp hối tiếc của tôi, bắt anh đóng giả một người khác. Bây giờ cô đi rồi, đâu cần tôi nữa. Tại tôi không thích Cao Thu Thành thôi, cho nên tất cả những chuyện liên quan tới ảnh, tất cả kỷ niệm, từ nay không liên quan tới tôi nữa. Muốn đốt thì đốt sạch hết đi. Từ nay tất cả những chuyện tên cô và Cao Thu Thành đều giống như hai quyển sổ như vậy, tất cả biến thành tro. Du Phong và Du Kỳ Nam,
vào ngày 19 tháng 6 năm 2022 thỏa thuận chấm dứt quan hệ hợp đồng. Thỏa thuận từ lúc Du Phong rời khỏi Hồng Kông lập tức có hiệu lực. Từ nay cả hai không gặp nhau nữa, không còn dính líu. Tôi mới dọn dẹp hàng ngoài chợ. Yên tâm đi, 10 phút sau sẽ tới nhà hàng. Bảo đảm cải vẫn tươi rói. Winnie, Flora. Tình cờ vậy? Tâm nông. Tôi có nghe người ta nhắc tới nông trại này. Sao cô lại tới khu này vậy? Tôi mới gặp khách thôi. Họ nói tôi biết khu chợ này có bán rất nhiều rau hữu cơ, nên tôi tới coi thử. Chính người đó đã nhắc tới cái tên Tâm Nông này với tôi. Đúng lúc lại gặp cô ở đây. Thì ra Tâm Nông là của cô sao? Ừ, dạo này nông trại hơi bận. Ồ, hèn chi không thấy cô tới làm tình nguyện viên. À phải, vết thương của cô đỡ lại chưa? Tôi khỏi hẳn rồi, tâm trạng cũng vui hơn. Cảm ơn cô lần trước tới bệnh viện thăm tôi, cô đúng là có lòng. Chuyện nhỏ thôi mà. Chiếc lắc này đẹp quá. Là giỏ ốc sao? Mua ở đâu? Của một đứa nhỏ tặng cho tôi. Tôi nghĩ bên ngoài chưa chắc có bán. Chiếc lát hợp với cô lắm. Cảm ơn. Ê, cái ngon như vậy tôi muốn mua của cô bán sao? Để tôi tặng cho cô một giỏ. Cái này còn dư thôi. Nè. Như vậy coi sao được. Ê, xin lỗi nha. Cái này tự trồng mà. Tặng cho ai cũng không quan trọng. Vậy cảm ơn nhiều nha. Tôi đang bận lắm, tôi đi trước nha. Thôi được, tôi không phiền cô nữa. Hôm khác tới tìm cô nói chuyện. Được, bye bye. Bye bye. Du Kỳ Nam, tôi có chuyện muốn giáp mặt nói với anh. Tôi tới để nói với anh một tiếng. Tôi và Cổ Liệt Trị sẽ mau chóng rời Hồng Kông. Chừng nào mới đi? Tóm lại nhanh lắm. Sao tự nhiên đi gấp vậy chứ? Ở đây không còn gì thuộc về tôi nữa. Có thể đừng gấp quá, trì hoãn thêm thời gian không? Anh còn muốn tìm cách lừa gạt tới bao giờ? Tôi cũng có hy sinh mà. Có những chuyện đôi bên tình nguyện mà. Tóm lại, sau khi tôi rời khỏi Hồng Kông, Cao Thu Thành sẽ rời khỏi nông trại. Anh ta sẽ quay về bên cạnh vợ ảnh. Tất cả mọi chuyện trở lại như cũ. Tôi có chuyện chưa giải quyết xong. Quản thêm thời gian đi. Đừng nói tôi không nhắc nhở anh. Thời gian còn lại không còn bao nhiêu. Có chuyện gì muốn làm muốn nói, tranh thủ làm tranh thủ nói đi. Nếu không cơ hội qua rồi sẽ hối hận đó. Còn cô? Cô thật sự nói cắt là cắt sao? Thật cũng được, giả cũng được. Khoảng thời gian này cũng có một kỷ niệm khó quên. Vậy nha, tôi đi đây. Laura, sao anh tới đây vậy? Sao không gọi điện thoại cho em trước? Muốn tạo bất ngờ cho em, đem tới một nơi. Đi đâu chứ? Sau khi tới đó, bảo đảm 18 năm sau em vẫn không quên. Ghê gớm vậy sao? Sao anh đưa em tới đây? Anh nhớ em từng nói là muốn tới mà. 18 năm trước chúng ta cùng tới đây cho chó quan ăn. Em còn đặt tên cho chúng một con kêu quan quan. Con của anh tên cà phê. Anh nhìn hai con chó đi. Có giống quan quan và cà phê không? Xin chào. Không chừng là con cháu của chúng đó. Không biết chúng có đói bụng không? Nè, anh chuẩn bị sẵn rồi. Quang Quang, cà phê ăn đi. Nè, Quang Quang.
Anh coi chúng có dễ thương không? Phải. Mới chớp mắt đã 18 năm rồi. Hay là anh chụp tấm hình cho em nha. À phải. Sao lúc trước chúng ta không biết làm vậy chứ? Con người là vậy đó. Khi nhìn lại có nhiều chuyện phải hối hận, nhưng bây giờ những việc có thể làm thật sự quá ít. Hay là chúng ta cùng chụp đi. Anh tự sướng đó. Cũng được. Nè, ăn thêm đi. Sao cà phê không ăn vậy? Ồ, phải ha, hình như nóng lắm. Hay là đưa đi bác sĩ nha. Cũng được. Anh đã tìm trên mạng phòng khám thú y này là gần nhất rồi. Hy vọng họ chưa đóng cửa. Ê cô à, cô à, có thể khám cho con cháu của tôi luôn không? Xin lỗi nha, chúng tôi đã đóng cửa rồi. Cô qua đây coi trước đi. Cô à, nó là chó hoang, bình thường không ai chăm sóc. Lúc nãy nếu không nhờ chúng tôi phát hiện, không biết nó sao rồi. Thật ra bác sĩ đã về chưa vậy? Bác sĩ vẫn chưa về. À, em có người bạn có tình thương lắm, chuyên nhận nuôi chó hoang. Em nghĩ chắc chắn người này sẽ mau chóng có thể giúp được cà phê và quan quan tìm được chủ mới. Được vậy thì hay quá. Vậy chúng khỏi phải dầm mưa dãi nắng nữa. Chúng dễ thương như vậy chắc chắn có nhiều người thương. Em suy nghĩ chu đáo như vậy, anh muốn thay mặt người có tâm cảm ơn em. Chính anh đưa em tới công viên đó, em phải cảm ơn anh mới đúng. Lúc nãy em thấy anh ẩm cà phê ra sức chạy như vậy, lâu rồi em không thấy. Vậy sao? Bản thân anh cũng không để ý. 18 năm trước, ban đầu khi gặp anh ở công viên, anh cũng vậy. Bộ anh của lúc đó với bây giờ khác lắm sao? Trải qua bao nhiêu năm, nếu nói không thay đổi là gạt anh thôi. Nhưng nếu được lựa chọn, sau khi trải qua giai đoạn cực khổ, sẽ có thể thoải mái, trở lại giống như lúc trước. Laura, anh muốn nói... Anh muốn nói gì? Nhiều khi chúng ta bị những kỷ niệm lừa gạt, mang những chuyện rất bình thường tô đậm hơn. Bản thân bình thường đã là hạnh phúc rồi. Biết nghĩ như vậy là tốt rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Anh hy vọng từ nay mỗi một ngày em đều có thể sống vui vẻ. Anh cũng vậy. Bác sĩ nói cà phê uống nước dơ không có vấn đề nghiêm trọng, có thể nhập viện một đêm. Nếu ngày mai không có gì sẽ có thể đón nó đi. Cảm ơn cô y tá. Cảm ơn nhiều. Em đói bụng không? Đói rồi. Hành trình mới nhất, đi ăn món ngon với em. Cảm ơn. Chuyện nhỏ thôi. Chà, chiếc lắc đẹp quá. Là do ốc sao mua ở đâu? Của một đứa nhỏ tặng cho tôi. Tôi nghĩ bên ngoài chưa chắc có bán. Cải ngon như vậy tôi muốn mua của cô bán sao? Để tôi tặng một giỏ cho cô. Cái này còn dư thôi nè. Như vậy coi sao được. Ê, xin lỗi nha. Nét chữ đúng là giống lắm. Alo, Vicky à? Sao hả, bộ đỡ lại chưa? Đỡ nhiều lắm rồi. Nếu đã khỏe lại, ngày mai ra ngoài uống trà nha. Tôi quen thân với chủ của Lady Chen lắm. Tôi kêu họ để dành một bàn cho chúng ta. Tôi mới khỏe lại, không muốn ăn gì cho lắm. Hay là để khi khác đi. Hình như không chỉ đơn giản như vậy. Sao giọng của cô thiểu não vậy chứ? Tôi không có gì. Liên quan đến Albert hả? Có phải cãi nhau với ảnh không?
Không phải chuyện gì cũng cãi nhau một trận thì có thể giải quyết được. Vậy tức là cái gì? Có chuyện gì cô cứ nói với tôi đi. Tôi cũng không biết. Nhưng gần đây anh đúng là có nhiều chuyện khác hẳn. Anh có tiểu tam? Không có chuyện đó. Cô thật sự khẳng định sao? Hay là bản năng của cô từ chối tin tưởng nên mới luôn miệng phủ định khả năng này? 7 năm phai mờ là có căn cứ khoa học. Tế bào trong cơ thể người bình quân cứ 7 năm sẽ hoàn thành một lần thay da đổi thịt tổng thể. Cả hai người đã trải qua hơn 2 lần 7 năm phai mờ rồi, lại không có con. Anh có người tình thì có gì lạ? À xin lỗi, tôi có điện thoại gọi tới. Vì con nghe điện thoại trước đi. Bye bye. Bye bye. Anh họp xong rồi sao? Họp xong rồi. Công việc thường lệ thôi. Cao Thu Thành cũng chỉ ngồi một chỗ nghe người ta báo cáo, làm như một người cao thâm khó đoán ngồi đó nghe, để người ta không đoán được anh ta muốn làm gì thôi. Nè, bên Sunny sao rồi? Tôi đã lên mạng điều tra rồi. 3 năm trước sau khi anh ta lên sân thượng cãi nhau với Cao Thu Thành thì giống như biến mất khỏi thế gian vậy. Sau đó toàn bộ tài khoản mạng xã hội của anh ta đều bị ngưng hết. Chúng ta sắp bị người ta cắt giờ, không còn thời gian nữa. Anh sợ không có thời gian điều tra hay không muốn xa người ta? Cô lại nói lạc đâu vậy? Tôi muốn nhắc nhở anh phải tập trung tinh thần để tìm chứng cứ của Cao Thu Thành, anh mới có thể trả thù được. Suốt ngày nghĩ tới nữ thần của anh, sự thật đã chứng minh anh không có khả năng nữa. Miễn cưỡng không có hạnh phúc đâu. Thật ra anh có nghĩ từ đầu ông trời đã có sắp đặt chân mệnh thiên nữ càng hợp với anh hơn đứng trước mặt anh không? Cô có thể nói những câu nghe xong có thể phấn chấn hơn không? Tôi muốn nghe tin tức của Sunny đó. Vậy thì nên cảm ơn tôi đi. Anh có biết tôi điều tra chuyện của Sunny đến giữa khuya không? Tôi đã tập hợp tất cả những thứ lặt vặt linh tinh trên mạng rồi. Nè, có phát hiện gì không? Trên diễn đàn mạng xã hội Sunny có nhiều nhóm lắm. Trong đó có một nhóm có một bạn thời trung học tên là George. Nói là muốn tổ chức buổi họp mặt. Tôi thấy chúng ta có thể tới buổi họp mặt đó tìm thử. Không chừng anh ta sẽ xuất hiện đó. Hả? Nè, đợi lát. Nè, chừng nào? Ở đâu? Mấy giờ? Tối mai 8 giờ, nhà hàng Nam Á. Hay lắm. Ê, nè, trời. Ê, nè, lần sau mời cô uống trà sữa trân châu ha. Không nói nữa nha. Ê. Xin lỗi nha, tối nay tôi phải ăn cơm với nữ thần, không thể tới được, cô tự liệu hồn đi. Dương Kỳ Nam đáng ghét, tới nơi mới nói có tình cảm không có tình người. Làm ơn. Dạ, cho hỏi cô đặt chỗ chưa? Có phải có buổi họp mặt hội học sinh trường trung học Ngô Hiểu Húc ở đây không? Phải, mời bên này. Cảm ơn. Cạn ly. Mời cô. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Cho Hạ Tim Tim, xin chào. Xin chào. Phải rồi, sao không thấy Sunny vậy? Chưa thấy anh ta. Có điều là mấy lần trước họp mặt cựu học sinh hình như chưa gặp cô bao giờ đó. Tôi hả? Sư tỷ mà, lớn hơn mọi người mấy năm đó. Nè, thì ra là sư tỷ đó. Chào. Lúc trước tôi là bạn cùng phòng với Sunny, sau đó ra nước ngoài du học, đằng này về du lịch thôi, thấy mọi người họp mặt nên định tới gặp Sunny. Nè, sư tỷ à, chị còn nhớ hiệu trưởng bà Sơn Đông hay không hả? Bà Sơn Đông? Đương nhiên là nhớ, tướng to khỏe chứ gì. Mấy năm trước mới đám cưới với lại con nhà giàu đó. Tân tiến vậy sao? Phụ nữ đám cưới với phụ nữ? Đám cưới ở nước nào vậy? Gì chứ,
Bà Sơn Đông là đàn ông chứ mà. Bởi vì tướng mạo rất cao ráo nhưng lại rất ẻo lả, chúng tôi mới gọi ổng là bà Sơn Đông sau lưng ổng thôi. Đương nhiên tôi biết bà Sơn Đông là đàn ông. Cậu ta nghe xong không thấy mắc cười kìa. Ổng tốt số thiệt ha, tự nhiên cưới được con nhà giàu, kiếp trước làm nhiều việc thiện lắm. Ê, tóm lại tôi muốn hỏi, cậu và Sơn đi chung lớp mà, gần đây có liên lạc không? Thật ra Michael ở lớp ký thân với anh ta hơn, còn là bạn thân nữa. Sau khi họ tốt nghiệp cũng có hẹn nhau ra đá banh, nhưng hình như hôm nay chưa thấy anh ta thì phải. Hey, gần đây tôi đang nghiên cứu đá banh. Nè, ngồi xuống ngồi xuống. Tôi muốn hỏi thăm Michael và Sunny có điện thoại hay là cách liên lạc gì không? Mới xong việc sao? Tôi đã tìm được hai người rồi. Sư phụ, bắt đầu rồi còn muốn đi đâu nữa? Vụ án này á, quan trọng lắm nghe. Lần đầu tiên con theo sư phụ ra tòa thì con nhất định phải hết sức là tỉnh táo. Luật sư Mạch. Ê, tôi nhận ra cậu là Otis chứ gì. Con biết kêu hai trợ lý tới hỗ trợ, tốt lắm rồi. Nè, đừng nói nhiều nữa, đi, chúng ta sẽ bắt đầu rồi. Đi, nhanh lên đi. Bắt đầu rồi, nhanh lên, đi. Thưa quý tòa, tôi cho rằng thân chủ của tôi... Tôi phản đối. Thưa quý tòa, tôi có thể chứng minh đương sự bất trung với vợ. Trong tay tôi chính là chứng cứ. Thưa quý tòa, vật chứng trình tòa chưa được xác minh. Sự thật còn hùng biện hơn. Nè, tôi lấy chứng cứ ra cho mọi người coi nha. Tất cả mọi người sẽ hiểu ngay. Ủa? Tôi lấy nhầm rồi. Ở đây là xử lý một vụ thủ tục ly dị. Bốn tòa lệnh cho các vị lập tức rời khỏi đây, đừng gây rối trật tự ở tòa nữa. Quý tòa, tôi xin lỗi. Xin lỗi, luật sư Mạch, chúng ta đi đi có được không? Tại sao phải đi chứ, sư phụ còn nhiều chứng cứ lắm. Chứng cứ đâu chứ? Mời các vị lập tức rời khỏi đây. Cậu im đi. Thái Lý Trùng, tôi là luật sư đại diện, cậu không thể tùy tiện đuổi tôi đi. Có phải cậu muốn cản trở sự công bằng của luật pháp không? Tôi nghi ngờ cái làm quan tòa của cậu. Bảo vệ. Thật ra phải đợi tới bao giờ đây? Sư phụ còn phải biện hộ nữa. Sư phụ à, ông Thái kêu chúng ta ngoan ngoãn ở lại đi, lát nữa tạm quản sẽ tới đây nói chuyện. Cậu Thái Lý Trùng đó, phải nói là bất phân thị phi. Ủa, bé Sơn, sao con còn ở đây vậy? Sư phụ à, em con đã ra nước ngoài. Sư phụ quên rồi sao? Nó ra nước ngoài hả? Vậy chúng ta ra nước ngoài tìm nó đi hả? Không sao nữa chứ. Sư phụ phát hiện trợ lý yêu con, nhưng khuôn mặt giống như cậu vậy. Luật sư Mạch, tôi nghĩ ông đã nhầm lẫn rồi. Không, trợ lý đó suốt ngày đi theo chị của con, bước ra tòa suốt ngày cứ nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn sơ đã biết cậu ta có tình ý với chị của con rồi đó ha. Sư phụ à, đừng nói xấu sau lưng người ta. Được. Xuống đi. Sư phụ trước giờ biết con rất kén chọn, hiếm khi khen ai, nhưng trái lại đã nói với sư phụ cậu ta rất lanh lợi, làm được việc lắm. Ông đâu, ngoan ngoãn đi. Nếu tiếp tục tới tòa để gây rối, chẳng những ông Thái sẽ thiển trách ông, còn ký thêm lệnh cấm không cho ông bước vào phạm vi tòa án nữa đó. Sợ cái gì? Tới lúc đó tôi có thể xin phản đối lệnh cấm hả? Ông Công là xã hội của luật pháp, không đến lượt cậu ta muốn sao cũng được. Sư phụ à, con đưa sư phụ về nhà. Lâu đầu được ra ngoài, sư phụ không muốn về sớm quá. Sư mẫu lo cho sư phụ lắm. Còn lại lấy lòng sư phụ không có dễ đâu ha. Con và sư mẫu y như nhau hả? Suốt ngày muốn giam sư phụ ở trong nhà, không cho sư phụ ra ngoài, hay muốn sư phụ chán chết sao? Sân sư phụ đưa con tới công viên chơi xích đu nè. Con đã lớn rồi không chơi những trò này. Hay là con đưa sư phụ đi hóng gió sau đó trở về nhà. Hả? Đi hóng gió hả? Ý kiến hay, ý kiến hay. Tôi chở luật sư Mạch. Cảm ơn. Sư phụ vậy con về nhà trước nha. Được rồi, con về trước đi. Xe con bên này nè. Ok. Đi rồi. Làm gì vậy? Quên mất mật khẩu hay sao? Điện thoại của mình lý nào không nhớ chứ. Nhưng mà cái này là điện thoại
của Gia Linh đó. Sao lấy điện thoại của người ta chứ? Sư phụ nhân lúc đó không để ý nên lấy điện thoại. Cô không biết hay sao? Không biết đâu, hình như nó giấu hình trợ lý ở trong điện thoại này nè. Nè con coi. Ê, đó là chuyện riêng tư của người ta mà. Dù sao chúng ta cũng đã từng học luật, không nên coi đâu. Không sao đâu, con coi chung đi. Nè, ông nói đó nha. Đã liên lạc với Michael, lúc Sunny còn làm ở môi trường Trạch Hiền, cũng có liên lạc với anh ta. Sunny, hôm nay ông chủ nói kinh lịch hết rồi, mọi người ăn cơm xong nó bắt tay làm việc. Chiều nay còn phải làm vệ sinh thêm vài lần nữa, nhanh lên nhanh lên. Nè, Tiểu Hữu Lâm. Ai vậy? Anh không cần giả bộ, tôi đã điều tra lai lịch của anh. Anh đi làm công Nhật khắp nơi, thực tế không phải là nhà phân phối hệ thống tưới tiêu gì. Anh Lâm đã tới. Hôm nay tôi tới tham quan môi trường xung quanh, coi phương pháp tưới tiêu nào thích hợp nhất. Tôi không biết anh nói gì nữa. Nè, bây giờ anh muốn gì đây? Anh thông đồng với Du Phong và Cổ Liệt Trị, diện cớ bán hệ thống tưới tiêu cho Tâm Nông để lừa đảo. Hệ thống tưới tiêu giao tới nông trại, thực tế là có vấn đề. Các người sợ bị lộ nên đã châm lửa đốt để che đậy. Nè, anh đừng muốn nói gì thì nói nghe. Tôi có đầy đủ chứng cứ, có thể đưa ra tòa. Gì chứ, bây giờ anh hù tôi hả? Tôi chưa biết sợ là gì đâu. Anh coi trước đi. Dựa theo chương thứ 210 luật pháp Hồng Kông, điều 16A trong điều lệ trộm cắp, tội lừa đảo, nếu bị buộc tội, có thể ở tù 14 năm. Nè đại ca, có gì từ từ nói được không? Cùng lắm tôi trả lại phần của tôi thôi. Tôi không phải kêu anh bồi thường. Vậy chứ anh muốn gì?